Vâng, thân mến. 6 giờ 6 giờ 6 rưỡi chiều gì đấy. Ngủ khi vội đi vàng đi làm về. Trồng cây bằng lăng lá nhỏ các bạn, bằng lăng lá nhỏ nha. Mới đặt hàng ở đâu đấy Ninh Thuận của một bác ở trên mạng này. Thì nó về hôm thứ 6 thứ 7 tuần trước, nhưng mà hôm nay mới trồng. Tóm lại là hơn một tuần này là vẫn nguyên trạng như này, chưa bóc ra. Về thì nó đã thấy nó lập nó nảy rất là nhiều. Thì bây giờ trồng không có thì nó tèo mất. Vâng nhé. Bằng lăng lá nhỏ, toàn thiên nhiên khá là hay. Này các bạn xem. Từ Ninh Thuận núi đá. Chưa bóc đâu con. Đấy. Chắc chỉ chơi toàn thiên nhiên kiểu này thôi. Lúc mà các bác ấy đặt đăng trên mạng thì thấy thích kiểu thiên nhiên của nó chứ. Thì mới đặt về và nó giá nó khá là hợp lý. Đang đâm chồi rất nhiều. Đó. Rửa ra và trồng các bạn nhé, xem có tí bệ nào. Rồi. Đấy, kiểu như là đập hộp con hàng gì đấy quá. Đúng kiểu là chất đất miền núi này quá. Có rất là nhiều cát, rất là nhiều cát và dễ chùm.
Đấy thì bác này bác đóng rất là cẩn thận. À, vẫn còn rất là ẩm. Bệ bếp thì không có, nên chắc làm cây đài thần thiên nhiên. Trồng nó đã, cây này em nghĩ là rất là tương lai. Phong cách bonsai mới bây giờ. Đấy. Thì đất biết cũng chuẩn bị sẵn đấy rồi. Nghe nói thì bằng lăng một giống rất là dễ trồng. Rất là dễ trồng. Giống này là giống bằng lăng lá nhỏ nha các bác. Bằng lăng lá nhỏ hoa tím. Chứ không phải giống bằng lăng mà mình hay gặp ở đường phố Hà Nội đâu nhé. Đấy thì trồng tạm cái chậu này. Vẫn chả thời gian mà sắm sửa chậu. Vội vàng phi về đây là trồng luôn. Bởi nó hơn một tuần nó vứt rồi. Trọng kiện rồi. Nha.
ra tí cát chứ cho nó ập. Cây này à, đây như này, cây này tính là có thể làm một cây bạt phong được, cây bạt phong gió lùa về đằng sau, đây, gió lùa về đằng sau này, gió lùa về đằng sau. Nhưng mà vấn đề là có thể chơi thành cây hoa được, thì cái đoạn gốc kia, đoạn những cái cành ở gốc kia mặc dù khá là dăm, khá là ok, nhưng mà phải cắt đi thôi. Dù sao cũng cần một cái khoảng để người ta phân chia cái bệ và cái bệ gốc và ngọn đấy. Để em suy nghĩ xem cây này nên làm thế nào rồi. Cắt cắt cây này đi. Suy nghĩ phết đấy các bác. Để quả này, quả tròn này thì được một số cái tay của nó không hợp lý lắm. Đấy. Cắt thằng này đi, cắt thằng này. Khó đấy nhỉ, để toàn thiên nhiên chơi kiểu này thì hơi đơn sơ quá, hơi đơn sơ quá. Yo.
căn này là bị trùng vào nhau này. Trùng vào nhau. Đang bị trùng vào nhau đúng không các bạn? Cắt một thằng, hai thằng này đi. Chống là đỡ trướng, đỡ trướng. Cần phải thoát thêm cái bệ một tí nữa. Tối lắm rồi, không biết có kịp để làm xong cây này không, nhưng mà cần phải thoát thêm cái bệ bên này một tí nữa. Tiếp tục suy nghĩ nào. Thân chính là một cái thân siêu rồi này. Thân siêu ở phía này. Thân siêu. Bác xong rồi góp ý nha, để cắt cho nó đỡ phí nha. Lượt cho bác xem là nó có đau đầu đến mức nào. À, phía sau này. Chừng vắt vắt ở dưới này, cắt đi. Cắt cành ấy đi thì chống mất cái mặt này, chống mất cái mặt này. Có lẽ là phải để suy nghĩ, suy nghĩ tiếng các bác. Chưa vội vàng mà vội vàng cây này chưa được, vội vàng chưa được. Nếu mà để một cái quả tròn cứ tán cắt theo tán này thì hoa tím rợp trời, thích đẹp, quá đẹp. Nhưng mà để cắt đi làm cái thế thì ngất suy nghĩ. Đấy. Rất cứng. Có lẽ là xin ý kiến các bác góp ý thêm vào em. Ngồi suy nghĩ các bác nhé. Bác xin phép cho ý kiến nhé. Báo cáo các bác là
xong rồi suy nghĩ thì không có cái nào khả thi hơn là chơi kiểu toàn thiên nhiên các bạn, thành nguyên chơi dạo.